Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 4 của Vietjet. Các con thân mến, trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau hệ thống hóa và mở rộng vốn từ lạc quan yêu đời. Chúng ta cùng nhau hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. Bài tập số 1, trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào? Câu: tình hình đội tuyển rất lạc quan. Chú ấy sống rất lạc quan. Lạc quan là liều thuốc bổ. Nghĩa: luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp, có triển vọng tốt đẹp. Bây giờ các con hãy suy nghĩ để hoàn thành bài tập này. Ở đây, trong câu tình hình đội tuyển rất lạc quan, chúng ta sẽ sử dụng với nghĩa có triển vọng tốt đẹp. Chú ấy sống rất lạc quan, câu này chúng ta dùng với nghĩa luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp. Lạc quan là liều thuốc bổ, chúng ta cũng dùng câu này với ý nghĩa luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp. Tiếp theo, bài tập số 2, xếp các từ có tiếng lạc trong hoặc đơn thành hai nhóm. A. Những từ trong đó lạc có nghĩa là vui mừng. B. Những từ trong đó lạc có nghĩa là rớt lại, sai. Chúng ta có các từ lạc quan, lạc hậu, lạc điệu, lạc đề, lạc thú. Vậy, để có thể xếp được các từ này vào hai nhóm cho chính xác, chúng ta sẽ cùng nhau giải nghĩa các từ. Từ đầu tiên, lạc quan là luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp, có triển vọng tốt đẹp. Lạc hậu là bị tụt lại ở phía sau, không theo kịp đà phát triển chung, trở nên cũ kỹ, không còn phù hợp với hoàn cảnh, yêu cầu và điều kiện mới. Lạc điệu là sai, lệch ra khỏi điệu của bài hát, của bản nhạc, không ăn khớp, không phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện chung. Lạc đề, sai, chênh lệch về nội dung, không theo đúng chủ đề. Lạc thú là thú vui, thường nói đến những thú vui về vật chất. Như vậy, cô vừa cùng các con giải nghĩa các từ mà đề bài đã cho. Vậy bây giờ dựa vào các nghĩa này, các con hãy xếp chúng vào hai nhóm A và B sao cho phù hợp. Bây giờ cô sẽ đưa ra đáp án để các con cùng kiểm tra kết quả. Với nhóm A, lạc có nghĩa là vui mừng. Cô có các từ lạc quan, lạc thú. Còn với nghĩa lạc là rớt lại, sai, cô có lạc hậu, lạc điệu và lạc đề. Cô tin rằng với sự giải thích nghĩa của từng từ, chắc chắn bạn nào cũng sẽ làm chính xác bài tập này. Tiếp theo, ta đến với bài tập số 3, xếp các từ có tiếng quan cho trong hoặc đơn thành 3 nhóm. A. Những từ trong đó quan có nghĩa là quan lại. B. Những từ trong đó quan có nghĩa là nhìn, xem. C. Những từ trong đó quan có nghĩa là liên hệ, gắn bó. Cô có các từ lạc quan, quan quân, quan hệ, quan tâm. Tương tự với cách làm ở bài tập số 2, chúng ta sẽ cùng nhau giải nghĩa các từ trong hoặc để xem chúng phù hợp với từ nào để xếp chúng, để có thể xếp được chúng vào các nhóm sao cho phù hợp. Lạc quan là luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp, có triển vọng tốt đẹp. Quan quân là chỉ quan lại thời xưa nói chung. Quan hệ là trạng thái tác động lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các vật. Quan tâm là để tâm, để ý một cách thường xuyên. Vậy bây giờ, các con hãy phân các từ này vào các nhóm sao cho phù hợp. Ở đây, chúng ta sẽ xếp các từ này vào các nhóm như sau. A. Quan có nghĩa là quan lại, thì cô có từ quan quân. Quan là nhìn xem, cô xếp từ lạc quan. Ở đây nhiều bạn thắc mắc, tại sao cô lại xếp từ lạc quan vào nhóm nhìn xem? Ở đây, chúng ta hiểu rằng lạc quan có nghĩa là chúng ta có cái nhìn về cuộc đời tươi vui, tươi đẹp và có triển vọng, tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Tiếp theo, nhóm C, quan là liên hệ gắn bó. Cô có từ quan hệ và quan tâm. Bài tập 3 này, nếu bạn nào có kết quả giống với kết quả mà cô đưa ra thì cô chúc mừng chúng mình. Tuy nhiên, nếu bạn nào chúng mình còn sai hoặc nhầm lẫn giữa các nhóm thì không sao cả, các con nhanh chóng chữa vào bài làm của mình nhé. Tiếp theo, bài tập số 4, các câu tục ngữ sau khuyên chúng ta điều gì? Câu A, sông có khúc, người có lúc. Câu B, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Vậy trước tiên cô sẽ giải thích nghĩa đen cho các con từng câu tục ngữ, sau đó cô sẽ đưa ra những bài học mà câu tục ngữ muốn gửi gắm đến người đọc.
Trong câu A, sông có khúc, người có lúc, nghĩa đen của nó là dòng sông thì có khúc cẳng này, có khúc quanh, khúc rộng, khúc hẹp, và con người thì cũng như thế, có lúc sướng, lúc khổ, lúc vui, lúc buồn. Và câu tục ngữ này khuyên chúng ta một điều, đó là gặp khó khăn là chuyện thường tình, không nên buồn phiền, nản chí. Đưa cho chúng ta lời khuyên, đó là tin tưởng vào cuộc sống. Cuộc sống thì luôn đổi thay, có lúc khó khăn, có lúc thì tình hình sẽ tươi sáng, sáng sủa hơn, chúng ta không nên buồn phiền và nản chí. Câu B, kiến tha lâu cũng đầy tổ, nghĩa đen, các con thấy rằng những con kiến thì rất nhỏ bé và mỗi lần chúng chỉ tha được một ít mồi về tổ, nhưng cứ tha nhiều, cứ chăm chỉ làm việc thì cũng có ngày đầy tổ. Lời khuyên của câu tục ngữ này đó chính là khuyên chúng ta phải kiên trì, nhẫn nại, ắt có ngày chúng mình sẽ đi đến thành công. Hai câu tục ngữ trong bài tập số 4 đều khuyên chúng ta hãy nên tin tưởng vào cuộc sống, có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, về tương lai. Như vậy, thông qua tiết học ngày hôm nay, chúng mình không chỉ được hệ thống hóa, mở rộng 4 từ lạc quan yêu đời, các con cũng đã hiểu và viết được một số câu tục ngữ có ý nghĩa tích cực, khuyên chúng ta hãy luôn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, biết kiên trì, nhẫn nại, ắt có ngày chúng ta sẽ đi tới thành công. Bài tập số 4 vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.